Gia đình mình vui bất thình lình, Công lén lút Phương quay lại với tình cũ. Sau một ngày dài ngược xuôi buôn bán, Phương cũng mệt lắm chứ. Nhưng hôm nay là ngày vàng rồi, những mệt mỏi kia có thấm gì khi ngày kế hoạch của mình dành cho chồng đã đến. Phương về nhà sớm, chuẩn bị mọi thứ giường chiếu sạch thơm, thuốc bổ cho chồng cô cũng đã sắp sẵn. Một tâm hồn đẹp với ước mơ về một gia đình và những đứa trẻ, Phương âm thầm chờ chồng và hành sự. Nhưng Công thì sao, đi đổ rác rồi ra bờ rào ngồi mãi chả trở về. Đã vậy, khi về còn rủ cháu sang ngủ cùng hai bác nữa. Phương hồi hộp chờ đợi bao nhiêu thì lại buồn hụt hẫng bấy nhiêu khi thấy Công dẫn chú Nghé ngô nghê ôm khủng long bước vào phòng. Cậu bé ngây thơ xin phép bác Phương tối nay cho con ngủ cùng hai bác nhé, và nó là trẻ con mà. Phương lẳng mình rồi nhận miếng cười gạo cho bé lên giường ngủ, rồi lại ngơ ngác nhìn Công. Công cố tình lảng tránh ánh mắt đầy thắc mắc của Phương, ngoái nhìn cốc thuốc bổ rồi bảo: "Em tắt đèn nhé", và anh lạnh lùng lên giường để ngủ. Để lại một mình Phương trong bóng tối mịt mù, Phương ngồi ôm chân dưới một góc giường, nước mắt như tuôn rơi. Những tiếng nấc nghẹn lòng mà cô cố gắng kìm lại làm cho không ít khán giả cũng giảm đến lòng trắc ẩn. Cô nghĩ về cái ngày cô và Công đến với nhau. Ngày ấy, cô gặp anh, chàng kỹ sư trồng trọt, tại một bến xe trong nội thành Hà Nội, sau khi tiến chân mối tình đầu ngọt lịm của mình đi lập nghiệp ở phương Nam, nơi mà cô không thể bỏ gia đình để theo chàng trai đi xây dựng hạnh phúc. Thời điểm đó, mẹ Phương đang ốm nặng, cô là cô con gái đầu lòng, phải hy sinh hạnh phúc riêng để ở nhà chăm lo cho mẹ. Buồn thương cho cuộc tình dang dở, cô ngồi thẫn thờ giữa sân bãi xe, nhìn theo chiếc xe dần xa hút cuối con đường. Kẹt một cái ôm bất ngờ ở đâu, một người đàn ông ôm chầm lấy cô và cả hai cùng lăn qua bên phải đường. Tiếng bác tài trên chiếc xe màu trắng văng vẳng xuống. Cô muốn chết à? Sao ngồi được ra đấy thế? Không thấy xe qua. Phương khi đó thần hồn áp thần tính, ôm chầm lấy người đàn ông lạ mặt. Chính là Công, chồng cô bây giờ. Cô vội đáp lại lời bác tài: "Ổn rồi, bác cho xe đi, kẻo trễ." Định thần lại, Phương thả vội cánh tay mình ra, đứng dậy, sửa sang quần áo, rồi quẹt vội hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Cô cúi mặt cảm ơn người đàn ông lạ mặt ấy. Nhưng khi cúi xuống thì thấy chân Công máu me lem nhem, cô hốt hoảng gọi xe ôm để đưa Công đến bệnh viện. Rồi ngày ngày, Phương chạy tới chạy lui chăm sóc ân nhân của mình. Và lửa gần rơm lâu ngày cùng bén, Công và Phương tâm sự với nhau về hoàn cảnh gia đình. Và rồi thì ra hôm Phương và Công tình cờ gặp nhau trong cơn hoạn nạn ở bến xe, cũng là ngày Công chia tay cô bạn đồng môn, cũng là người Công yêu đơn phương trong thời gian anh học ở Đại học Nông nghiệp 1. Công và Phương đã đến với nhau như vậy. Mặc dù tính tình hiền hậu, chịu thương chịu khó, nhưng suốt những năm tháng sống chung cùng nhau, Công chỉ thương Phương và thương cho hoàn cảnh của cô, chứ không có chút tình yêu nào đối với Phương. Phương vẫn biết Công thường xuyên theo dõi Facebook của cô kỳ sư kia và cô ấy vẫn chưa lấy chồng. Phương biết vậy nhưng vẫn kiên trì chờ đợi tình cảm của Công. Cô vẫn làm mọi thứ để vun vén cho hạnh phúc gia đình mình. Nhưng thời gian gần đây, cơ rốt tuổi trẻ của Công lại quay lại Hà Nội. Cô và Công đã có liên hệ với nhau. Hai người nhắn tin rất vui vẻ. Phương nhìn ra được ánh mắt rạng ngời và những nụ cười ấm áp của chồng mỗi khi đọc tin nhắn của cô bạn cũ. Tiếng gà gáy canh ba cất lên, Phương lại hì hụi xuống kho soạn hàng cho một ngày mới. Những giọt nước mắt ngắn dài kia, Phương lại vén cho nó chảy ngược vào trong và tiếp tục một ngày dài bươn chải với sự đời. Điều rằng với sự hy sinh thầm lặng và tình yêu chân thành, sự kiên trì bền bỉ của Phương có níu chân được anh con cả yêu thực vật kia hay không? Mời các bạn hãy đón xem bộ phim vào lúc 21:40 thứ 5-6 hàng tuần trên sóng VTV3 và đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng cách đăng ký, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để là những người đầu tiên xem video mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.